Hello mọi người, Lan sẽ trải nghiệm trồng tỏi nha mọi người. Lan có củ tỏi như vậy. Xong rồi Lan đem Lan ngâm ngâm vô nước nè. Lan cái này còn nửa củ thôi, nửa củ nó nảy mầm cái lá xanh, Lan đem ra vườn rồi. Cái này nó chưa có nước cái nó xanh, khi nào thiếu thì mình vô mình lấy mình trồng. Nó chỉ nước cái rễ như vậy thôi. Thì mình trồng thử nghiệm thôi các bạn, mình không có trồng nhiều, trồng chơi thôi. Mùa này mình không có dịch đó, mình không có đi mua cây được, nhà mình có sẵn tỏi thì mình trồng tỏi ha. Lan thấy trồng cũng thành công lắm á mọi người nếu mà mình trồng đúng đó, là trồng tháng 10 nhưng mà bây giờ mình không có đồ mình trồng tháng 3 luôn mình trồng trái mùa đó ok bây giờ mình đi ra vườn mình trồng nha các bạn mình sẽ trồng xuống đây ha thì đây là cái cây cái tép tỏi của lan nè nửa nửa cũ nó đã nứt lên cái mầm xanh xanh như vậy rồi đó nó xanh xanh như vậy còn ở trong nhà thì nó chưa nứt cái mầm màu xanh đó cái nào nứt thì mình trồng trước lan trồng cách khoảng 10 cm nha mọi người như vậy ha tại vì cái chậu đất này dư đó cho nên mới trồng tỏi nếu mà không dư thì mình cũng không trồng chơi đâu trồng thử thử nghiệm thôi mọi người nếu mà có đất là trồng tỏi ăn rất là tiện luôn trồng lợi lắm mọi người trồng một củ vậy chứ lên cả chục củ mười mấy củ cứ một tép là nó ra một củ thôi nếu mà trồng tỏi mà đúng mùa lan thấy người ta nói là trồng tháng 10 và khoảng tháng 6 là mình thu hoạch Bây giờ tháng 3 thì Lan đem ra lan trồng luôn. Một chậu này chắc trồng được vài củ thôi à. Trồng chính giữa đây một củ rồi hết rồi, mình vô mình sẽ lấy cái tép tỏi hồi nãy nó chưa có nảy cái mầm màu xanh đó, mình ra mình trồng tiếp. Đây là cái tỏi mà chưa có nảy mầm đây, Lan sẽ trồng một lỗ này hai tép luôn. Để cho nó chắc chắn là nó lên ha. rồi Lan còn dư tỏi đó Lan trồng vô cái cây chanh của mình luôn chỗ này Lan chơi hai tép luôn <laughs> thử nghiệm đó lần đầu tiên Lan trồng tỏi đó con mọi người nếu mà có cái tỏi mà tỏi ngon đó mình trồng ăn tốt lắm tỏi này rất là thơm tỏi này tỏi Costco đó rồi xong Lan đi sẽ đi tưới nước cho nó nha cái tỏi xong tháng đó mọi người đó. lá nó lên dài mà nó hơi vàng vàng đang cũng bón phân cho nó đó để coi thử nó ra làm sao ha cái cọng bữa nay bữa nó lớn cái gốc nó rất là bự luôn hai cái cọng bên này cũng bự <laughs> đó. tỏi nay cũng hai tháng rồi nè mọi người cái lá nó to quá à. tỏi nay tỏi trái mùa nha không biết chừng nào mình mới ăn được nhưng mà giờ hai tháng rồi nè đang bón phân tốt cái cũ cho nó đó mọi người đang thấy cái gốc của nó to lên nè cái cọng nó to ha mình bón cái phân giống như cái phân À, để làm tốt củ đó cái tỏi được 3 tháng nè mọi người cái tỏi này ừ, nó to mấy thì cái tỏi hôm nay lan mới nhổ lên nè mọi người lan nhổ lên lan rửa sạch nè đó lan trồng một củ tỏi mà nó ra được nhiêu đây nè mấy củ to to nhỏ nhỏ Nói chung lan trồng chơi thôi các bạn nhưng mà ăn thiệt các bạn. Cái tỏi này nó thơm lắm nha. Mình mới có nhổ cái gốc nó lên thôi là nó thơm ngào ngạt cái mùi tỏi tươi đó mọi người. Nó thơm hơn cái tỏi ở chợ luôn đó. Cái củ này là to nhất đây. đang để nữa là không biết nó có to nữa hay không. Thật ra có 4 tháng bản ngày tôi là lan nhổ. Nếu mà mình trồng từ tháng 10 mà tới tháng tháng 6 mình thu hoạch là cũng phải 8 tháng đó các bạn cái này mới có một nửa thời gian thôi mà nó lên như vậy nè tại mình thấy cái cây nó già già đó cái lá nó ú ú xong tới tự nhiên mình kêu thôi đây nhổ đi mình lấy đất mình trồng cái khác thì nó ra được nhiêu đây cũng vui ha các bạn trồng một củ mà ra một nấm luôn là trồng tỏi ăn rất là lợi nếu mà mình có đất mình trồng ăn ngon lắm á đang thích cũng thích lắm cái mùi nó thơm ơi là thơm luôn mình nhổ lên là nó đã thơm rồi các bạn à, được 11 củ Bây giờ Lan sẽ bó nó lại và Lan đem phơi Rồi khi nào mình ăn thì mình ăn, mình lấy vô mình ăn thôi Dắt về vườn để phơi luôn Rồi Lan chia sẻ, đây có mấy củ nữa nè Lan chia sẻ chơi chơi cái trồng tỏi trái mùa đó Nếu các nạn bạn nào trồng tỏi thì cũng có thể trồng tại nhà để mình ăn ha Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha Hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Lan Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã ủng hộ Trời, củ này bự quá, dễ thương quá các bạn ơi. Bye các bạn.